Thưa quý vị và các bạn, đây đang là mùa hè, mùa cao điểm của du lịch. Thế nhưng ngành du lịch tiếp tục đóng băng trước tác động của làn sóng Covid-19 lần thứ tư. Tại tỉnh Quảng Ninh, hàng trăm du thuyền trị giá hàng chục tỷ đồng cũng đang phải chịu cảnh neo đậu im lìm tại bến. Không có khách thì đồng nghĩa với việc là không có doanh thu, nhưng các chi phí như là vận hành, bảo dưỡng tàu thuyền thì họ vẫn phải chi trả, khiến cho nhiều doanh nghiệp đang vốn đã khó khăn trong cả năm vừa qua lại đang tiếp tục càng khó khăn hơn. Đây là hình ảnh ghi nhận tại bến Tuần Châu, Hạ Long. Hàng loạt du thuyền nằm bờ, đón đợt sóng Covid-19 lần thứ tư. Trải nghiệm du thuyền là một loại hình du lịch cao cấp. Trị giá của mỗi một du thuyền 5 sao như thế này có giá lên đến nhiều tỷ đồng. Không có khách, đồng nghĩa với không có doanh thu. Nhưng doanh nghiệp thì vẫn phải chi trả hàng trăm triệu đồng mỗi tháng cho chi phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, duy trì đội ngũ thủy thủ để giữ tàu. Nhiều doanh nghiệp du lịch ví rằng họ đang rơi vào cảnh cháy nhà tứ phía. Tàu nó là hao sản nên dẫn đến việc mà vẫn phải luôn luôn duy trì cái tàu, ví dụ như sơn sửa này, hay hoặc là vẫn phải có đội thủy thủ, luôn luôn phải có đội thủy thủ bám ở tàu để mà họ ở đấy là tàu, săn sóc tàu chống bão gió, rồi là các cái tài sản của mình đang ở trên tàu. Chúng tôi cũng nghĩ là mỗi một tháng đâu đó phải 300 đến 500 triệu cho tất cả các hệ thống hoạt động của công ty. Hạ Long hiện có khoảng 500 du thuyền phục vụ cho du lịch. Trong đó có khoảng 300 du thuyền chất lượng cao, không đón khách, nhưng mỗi tháng hàng trăm chiếc du thuyền như thế này cũng tiêu tốn đến hàng trăm tỷ đồng tiền duy tu, bảo dưỡng, chi phí bến đỗ. Nhiều lao động phục vụ trong ngành du lịch cũng đã phải rời bỏ công việc để tìm hướng mưu sinh khác. Bởi vì nhân sự trong ngành du lịch chúng tôi là bị ảnh hưởng đầu tiên và là sẽ là ngành bị được phục hồi sau cùng. Do vậy là một số nhân sự có tay nghề và có trình độ chuyên môn rất là cao, hiện tại đã chuyển sang làm ở một cái lĩnh vực khác, có thể đi làm một số các khu công nghiệp hoặc là chuyển sang một ngành nghề khác nhau. Nhiều doanh nghiệp đang mong muốn có được sự hỗ trợ về chính sách của nhà nước để giúp doanh nghiệp cầm cự và có cơ hội phục hồi. Hiện tại bây giờ thì là những cái khoản vay, trước tiên là những khoản vay với lãi suất ưu đãi, và chúng tôi cũng không còn gì để thế chấp nữa, và cái thương hiệu mà du thuyền nó là hao sản, thành thử ra cũng không có tài sản để mà thế chấp nữa. Thế đến thành thử ra là ví dụ những khoản vay ưu đãi, thế rồi là cái miễn thuế cho chúng tôi chẳng hạn, hay hoặc là tại địa phương chẳng hạn, thì như Hạ Long chẳng hạn thì nên giảm tới 50% hoặc là giảm hẳn giá vé tới trong 1 năm hoặc 2 năm để mà có thể kéo khách. Như là Thái Lan, người ta khuyến khích tất cả các cái đi khách sạn chẳng hạn là tính một đô la cho một đêm, ví dụ như vậy, thì để kéo khách cái đến đã. Đó, thì đấy là những cái biện pháp mà cả doanh nghiệp, cả nhà nước cùng hỗ trợ, cùng nhau thì mới thúc đẩy các điểm đến được. Hàng triệu lao động trực tiếp và gián tiếp trong ngành du lịch nói chung và du thuyền nói riêng đang phải nghỉ việc, giãn việc, chật vật chờ ngày hết dịch. Còn doanh nghiệp du lịch thì cũng đang cầm cự một cách khó khăn để chờ hết dịch, chuẩn bị cho quá trình phục hồi tiếp theo. Không chỉ du thuyền mà hoạt động của nhiều đơn vị lưu trú như là khách sạn, khu nghỉ dưỡng cũng rơi vào tình trạng ngủ đông ngay giữa mùa hè. Khách hàng giảm tận 90%. Với nhiều đơn vị, khó khăn lớn nhất là xoay làm sao để có dòng tiền đảm bảo vận hành, trả lương cho người lao động. Thời điểm này năm ngoái, khách sạn này luôn ở trong tình trạng đầy khách, thì nay trong tình trạng ngủ đông. Theo đại diện khách sạn, từ ngày 31 tháng 5, chính quyền địa phương hạn chế du khách đến từ vùng dịch như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, công suất 170 phòng mỗi ngày, khách sạn chỉ đón 5 đến 10 phòng. Thứ nhất là phòng, thì nay chúng tôi là một ngày đón từ 5 đến 10 phòng. Thì các bạn được biết thì đây là doanh thu rất thấp, nên dòng tiền mặt rất là khó khăn. Khó khăn để chúng tôi duy trì, ví dụ như là về vấn đề trả lương và các nghĩa vụ đối với nhà nước, ví dụ như là các chi phí phát sinh, điện nước hàng ngày, rồi các chi phí liên quan. Hiện nay khách sạn là không có dòng tiền để phục vụ cho công tác kinh doanh, cũng như là dòng tiền để chi phí các khoản chi phí khác. Hiện nay rất là khó khăn. Sau kỳ nghỉ lễ dài, với tỷ lệ đặt phòng gần như tối đa ở tất cả các điểm du lịch, làn sóng COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam một lần nữa bồi thêm đòn nặng nề cho ngành du lịch, dịch vụ lưu trú trên cả nước. Nhiều bãi resort gần như không một bóng người. Những khách sạn của chúng tôi nằm ở các trung tâm du lịch miền Trung, may mắn còn hoạt động thì tình hình cũng hết sức khó khăn.
chúng tôi không biết mình trụ được cho đến khi nào. Theo ghi nhận của Savills, tại Đà Nẵng, tỷ lệ phòng ngay lập tức sụt giảm về 0%, bởi đây được xem là điểm đến có nguy cơ cao. Còn những nơi an toàn hơn như Phú Quốc, do tâm lý tránh du lịch của du khách, tỷ lệ đặt phòng cũng giảm đáng kể. Tái cấu trúc lại hệ thống là lời khuyên của các chuyên gia lúc này. Các diễn biến Covid còn rất là phức tạp. Chủ đầu tư mà có nhiều khách sạn, chuỗi khách sạn thì bắt buộc sẽ phải xem xét cái việc tái cấu trúc lại, xem là ở những cái vị trí nào thì nên mở, hoặc là những cái vị trí nào mà chúng ta chưa thể mở lại được thì chúng ta vẫn có thể, hoặc là những có những cái khách sạn mà buộc chủ đầu tư phải giao bán. Theo Savills, khi du lịch đóng băng, khách sạn resort càng lớn sao, tình trạng càng thê thảm. Nếu người chủ vay khoản lớn tiền từ ngân hàng, khả năng phá sản sẽ rất cao. Còn nếu tiền do cá nhân đầu tư, họ sẽ phải cắt giảm chi phí, tiến tới đóng cửa tạm thời. Không còn bất kỳ lối thoát nào, đang là thực tế mà nhiều chủ khách sạn ở Đà Nẵng đang phải đối mặt hiện nay. Đại dịch Covid-19 đã khiến cho doanh thu toàn ngành khách sạn ở Đà Nẵng đã gần như về không. Nhiều khách sạn phải đóng cửa hơn một năm, nhưng chưa biết khi nào mới có thể mở cửa trở lại. Giao bán cắt lỗ thì không được, giữ lại thì tốn thêm tiền bảo trì. Dòng tiền vận hành ngày càng cạn kiệt, khó khăn, đang thật sự bủa vây nhiều ông chủ khách sạn. Những khách sạn đóng cửa giờ đây đã trở thành hình ảnh đặc trưng của mảnh đất du lịch Đà Nẵng. Đóng cửa đồng nghĩa với việc mất doanh thu, nhưng đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Mà thực tế thì đóng cửa rồi, nhưng chủ các khách sạn vẫn mất chi phí vận hành nếu không muốn thiết bị, nội thất bị hỏng hóc. Tùy quy mô, dù đóng cửa nhưng mỗi khách sạn ở Đà Nẵng đều phải mất từ vài chục đến vài trăm triệu đồng cho chi phí hàng tháng. Tốn rất là nhiều chi phí. Thứ nhất là mất được cái nguồn thu nhập của hàng tháng. Thứ nhì là vẫn phải trang trải các cái chi phí về điện, nước, duy trì tòa nhà. Vì thực tế mình vẫn phải có những nhân sự đi làm 3K như là bảo vệ, kỹ thuật, vệ sinh để mà duy trì tòa nhà. Nếu như mà mình không có một sự duy trì thường xuyên thì cái tòa nhà sẽ xuống cấp rất là nhanh. Và cái chi phí điện nước vận hành của tòa nhà cũng phải sẽ tốn. Theo thống kê, tình hình tài chính của hầu hết các khách sạn tại Đà Nẵng đều âm trong suốt một năm qua. Hy vọng lớn nhất để có nguồn thu là mùa du lịch hè năm nay. Tuy nhiên, với diễn biến dịch bệnh đang phức tạp khắp cả nước, một năm hoàn toàn không có doanh thu là điều đã nhìn thấy trước mắt. Nếu mà mùa hè này không thể mở cửa được, thì nói chung là toàn bộ khách sạn ở Đà Nẵng luôn chứ không chỉ mỗi mình đơn vị của mình không đâu. Thì thật sự gặp rất nhiều khó khăn vì cái chi phí cố định đã phải trả là như vậy rồi. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp khách sạn tại Đà Nẵng đã có mức lỗ vài chục tỷ đồng do phải đóng cửa kéo dài. Nhiều khách sạn đã rơi vào trạng thái nợ xấu ngân hàng vì dòng tiền không đảm bảo như phương án tài chính ban đầu. Giải pháp giao bán cắt lỗ hiện cũng đã vô hiệu vì thiệt hại quá lớn nên nếu bán tháo thì sẽ càng thiệt hại nặng nề hơn. Năm ngoái khi mà dịch Covid-19 bùng phát thì các doanh nghiệp khách sạn cũng như là du lịch tại Đà Nẵng còn có một chút gì đó để kỳ vọng là ngành này sẽ phục hồi trở lại được. Tuy nhiên, lúc này vào thời điểm năm nay khi mà mùa hè đang đến gần mà tình hình Covid-19 trên cả nước vẫn đang phức tạp, điều này có nghĩa là sự hy vọng vào việc phục hồi cho năm 2021 của ngành du lịch Đà Nẵng gần như là về con số 0. Và đối với những doanh nghiệp, đặc biệt là ngành khách sạn đang vay vốn ngân hàng, thì đợt bùng phát dịch năm nay không khác gì một cú đấm bồi và chắc chắn là sẽ có nhiều người thiệt hại nặng, thậm chí là phá sản. Như vậy là ngành du lịch đã trải qua đợt dịch thứ tư với rất nhiều thiệt hại. Du lịch lại bước vào giai đoạn ngủ đông giữa mùa hè. Theo các chuyên gia, đợt dịch Covid-19 lần này đang đặt ra nhiều thách thức cho ngành du lịch. Trong đó, điều đáng lo ngại nhất chính là sức khỏe của các doanh nghiệp để có thể chống đỡ được với đợt sóng Covid-19 lần này. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch Việt Nam xoay quanh chủ đề này. Trước tiên thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, với đợt dịch Covid-19 lần thứ tư này tại Việt Nam, thì ông nhìn nhận như thế nào về mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến ngành du lịch? Có thể nói là dịch Covid đã gây ra những ảnh hưởng rất nặng nề đối với nền kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng. Và ngay từ năm 2020 thì du lịch đã là ngành bị ảnh hưởng đầu tiên bởi dịch bệnh. Và theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Thế giới
thì ngành du lịch thế giới năm 2020 đã bị thụt lùi mất 30 năm. Và chắc chắn rằng là du lịch Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Tôi xác định rằng nếu như để mà tới để mà có thể quay trở lại cái đỉnh cao du lịch năm 2019, tức là với 18 triệu khách và 755.000 tỷ đồng tổng thu từ du lịch, thì chắc chắn chúng ta phải mất đến 4 đến 5 năm nhất. Còn với các nỗ lực thì chúng ta sẽ cố gắng. Trong bối cảnh hiện nay, theo ông thì thách thức lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam là gì ạ? Hiện nay thì chúng tôi đang rất là lo lắng. Thứ nhất là cái sức khỏe của doanh nghiệp. Hiện nay chúng ta thường thấy là các doanh nghiệp đang rất là khó khăn. Rất nhiều doanh nghiệp còn đang rất phải đóng cửa hoặc là dừng hoạt động. Nhất là các doanh nghiệp như cơ sở lưu trú, nhiều khách sạn đang chưa hoạt động lại. Và nhất là các doanh nghiệp lữ hành. Thì hiện nay là từ năm 2020 đến nay đã khoảng 500 doanh nghiệp lữ hành xin thu hồi giấy phép. Và rất nhiều doanh nghiệp lữ hành hiện nay đang tạm dừng hoạt động hoặc là hoạt động tập trung. Đây là những cái ảnh hưởng lớn doanh nghiệp và chắc chắn sẽ gây ra những cái bất ổn. Tới một cái lực quan trọng nữa, thứ hai là lực lượng động trong ngành du lịch hiện nay đang rất là khó khăn. Anh em lao động, rồi các cái doanh nghiệp bây giờ đang phải tìm các cái ngành nghề để nuôi gia đình. Rồi là rất nhiều cái lực lượng động cấp cao, lực lượng chất lượng cao đã chuyển dịch sang các ngành nghề khác. Về phía Tổng cục Du lịch Việt Nam thì đã có những đề xuất giải pháp như thế nào để chia sẻ sự khó khăn này cho các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay ạ? Chúng tôi cũng lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch để có những cái đề xuất với chính phủ, những giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp. Và vừa qua thì một số cái giải pháp cơ bản ban đầu đã được chính phủ xem xét giải quyết. Ví dụ như là cái việc là giảm giá điện của các cơ sở lưu trú xuống bằng với giá điện sản xuất trong năm 2020, và vừa rồi thì Thủ tướng đã ký cho năm 2021. Cùng với đó là các cái đề xuất về giảm tiền thuế đất cho các cơ sở lưu trú. Bởi vì thực tế là rất nhiều cơ sở lưu trú sử dụng đất cái dịch vụ cảnh quan rất nhiều để phục vụ cho khách du lịch. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đang phối hợp với bộ ngành để đề xuất cái giải pháp là về giảm tiền ký quỹ cho doanh nghiệp lữ hành. Thì chúng tôi đang đề xuất là giảm 80% cái tiền ký quỹ cho doanh nghiệp lữ hành trong thời gian 2 năm tới. Thế thì đây cũng là một cái giải pháp tình thế để có thể là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành có được cái vốn lưu động. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Quý Phương về cuộc trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị, sau đề xuất của Bộ Công Thương thì Chính phủ đã đồng ý giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho một số đối tượng khách hàng. Quy mô hỗ trợ lần này hẹp hơn so với 2 lần trước đó. Cụ thể là đối tượng được hỗ trợ giảm giá điện đợt này là các cơ sở lưu trú du lịch, các cơ sở được dùng để cách ly tập trung, khám bệnh tập trung cho bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã nhiễm COVID-19 theo danh sách được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đáng chú ý là người dùng là các hộ tiêu dùng sinh hoạt, các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở hành chính sự nghiệp không được xem xét để hưởng chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện trong đợt này. Như vậy có thể thấy là chính phủ đã nhìn được và thấu hiểu những khó khăn mà các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch đang gặp phải. Giảm giá điện, tiền điện là động thái nhằm hỗ trợ và chia sẻ kịp thời trước những khó khăn của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Qua đó thì chính phủ cũng mong muốn là các doanh nghiệp cũng cùng đồng hành với chính phủ trong cuộc chiến vượt qua khó khăn trước những tác động của dịch COVID-19.